Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đã làm cho rượu vang từ thung lũng Rhône được những người sành điệu trên khắp thế giới yêu thích đến vậy? Có phải là khí hậu, đất đai, hay có lẽ là những giống nho độc đáo? Hãy cùng chúng tôi khám phá bí ẩn và sức hấp dẫn của vùng đất quyến rũ này. Vùng Bắc Rhône có khí hậu lục địa, chủ yếu trồng nho Syrah để sản xuất rượu vang đỏ mạnh mẽ, giàu hương vị mận, dâu tằm và một chút tiêu đen. Trong khi đó, vùng Nam Rhône lại mang đậm chất địa trung hải, nổi bật với các giống nho như Grenache Noir, Syrah, Cinsault và Mourvèdre, cho ra đời cả rượu vang đỏ và hồng. Các giống nho trắng như Viognier, Marsanne và Roussanne ở vùng Bắc Rhône và Grenache Blanc ở vùng Nam Rhône cũng tạo ra những loại rượu vang trắng tuyệt hảo. Dòng sông Rhône chảy qua cả hai vùng, tạo nên một hệ thống đất đai đa dạng. Ở vùng Bắc Rhône, các vườn nho thường nằm trên các sườn dốc thoai thoải bên cạnh sông. Trong khi ở vùng Nam Rhône, diện tích trồng nho rộng lớn hơn nhiều, với các vườn nho nằm cách xa sông hơn. Vùng Bắc Rhône chủ yếu có các AOC riêng biệt như Côte Rôti, Hermitage và Condrieu, trong khi vùng Nam Rhône không chỉ có các AOC riêng lẻ như Châteauneuf-du-Pape, mà còn sản xuất một lượng lớn rượu vang Côte du Rhône và Côte du Rhône Village. Hãy cùng khám phá một số giống nho nổi bật ở đây. Đầu tiên là Syrah từ vùng Bắc Rhône, giống nho duy nhất được trồng trong các vùng trồng nho Cru, tạo ra loại rượu vang có màu đỏ đậm và hương vị phong phú của hoa violet, mận đỏ và tiêu đen. Grenache Noir từ vùng Nam Rhône cần khí hậu ấm áp để chín, tạo ra loại rượu vang có màu đỏ nhạt hơn và hương vị dâu tây, mận đỏ, anh đào đỏ, cùng với nồng độ cồn cao và tannin thấp đến trung bình. Mourvèdre phát triển mạnh ở vùng khí hậu ấm áp, cho ra đời loại rượu vang có màu đỏ đậm và hương vị mạnh mẽ của quả mâm xôi đen, quả việt quất và hoa violet, với nồng độ cồn cao và tannin mạnh. Cuối cùng, Viognier, giống nho trắng nổi tiếng của vùng Bắc Rhône, mang đến hương vị của hoa kim ngân, quả mơ và quả đào. Quy trình sản xuất rượu vang đỏ ở vùng Bắc Rhône thường theo phương pháp truyền thống, bao gồm thu hoạch bằng tay và ủ trong thùng gỗ sồi lớn hoặc thùng bê tông. Rượu vang hồng như Tavel thường được sản xuất bằng cách ngâm lạnh nho từ 12 đến 48 giờ. Rượu vang trắng thường được lên men ở nhiệt độ vừa phải để giữ được hương vị trái cây. Thung lũng Rhône không chỉ đa dạng về khí hậu và giống nho, mà còn phong phú về di sản trồng nho. Hãy đến và tự mình khám phá vẻ đẹp và sự quyến rũ của thung lũng Rhône. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.